tên là Safina, năm nay 28 tuổi. Dạ, cũng An Giang thì cũng không có công việc làm nhiều. Rồi em cũng thất nghiệp 2 năm. Từ khi tham gia là thiêu này được 4 tháng, tới giờ là tay nghề thành thạo. Từ khi công việc thiêu này là thu nhập được trên 1 triệu trở lên, thì cũng giúp được con học, đóng tiền trường, rồi mọi thứ như quần áo đi học, rồi giúp được việc nhà ở nhà. Chị em phụ nữ, người Chăm là mai thiêu, dệt, năng khiếu với đam mê, rất là phù hợp công việc cho mấy chị em phụ nữ ở đây, rồi cũng tạo được nhiều thu nhập và ổn định cuộc sống. Các sản phẩm thêu của người Chăm để gửi đi xuất khẩu nước ngoài cho khách hàng nước ngoài hài lòng và sản phẩm đạt chất lượng. Giờ cũng đam mê, giờ cũng thích nên cũng chắc cũng đeo đuổi nghề này.